Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Khủng hoảng năm 2022, năm kỷ lục về số cuộc thi Hoa hậu được tổ chức. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ đầu năm 2022, có hơn 10 cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi xác nhận tổ chức trong năm. Điều này khiến công chúng băn khoăn về chất lượng thí sinh. Nghị định Chính phủ 144 về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được ban hành cuối năm 2020, không giới hạn số lượng cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, người mẫu trong một năm. Quy định trên tạo điều kiện cho hàng loạt cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi được tổ chức. Trong năm 2022, ít nhất 10 cuộc thi Hoa hậu người đẹp xác nhận tổ chức, đồng nghĩa hàng chục Hoa hậu, Hoa khôi cùng các Á hậu, Á khôi chuẩn bị ra mắt. Công chúng lo ngại tình trạng bội thực và bão hòa Hoa hậu. Ngoài 3 cuộc thi lớn, lâu đời và có quy mô quốc gia là Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, hàng loạt cuộc thi khác xác nhận được tổ chức trong năm 2022 gồm Miss Earth Việt Nam, Hoa hậu Trái đất Việt Nam, Miss Fitness Việt Nam, Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Miss Eco Việt Nam, Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Hoa hậu Sinh thái Việt Nam, Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng, Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam, Hoa hậu Quý bà Liên Hợp Quốc Việt Nam hay Hoa hậu Việt Nam thời đại. Trong đó, đêm chung kết của Hoa hậu Sinh thái Việt Nam diễn ra vào tháng 1 và ngôi vị cao nhất thuộc về Hờ Cúc Eban. Cuộc thi này trao nhiều giải phụ như Á hậu 1 cho Kiều Thúy Hằng, Quỳnh Umi, Trần Hoài Phương, Phan Diễm Trinh lần lượt đoạt giải Á hậu 2, 3 và 4. Giải người đẹp truyền thông được trao cho Trần Mỹ Ngọc, người đẹp áo dài thuộc về Hồng Thắm và hình thể đẹp là Kiều Thúy Hằng. Hiện tại, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam và Miss World Việt Nam bắt đầu cho đêm chung kết. Trong khi đó, Hoa hậu Trái đất Việt Nam năm 2022 dự kiến tổ chức tại Lạc Dương, Lâm Đồng. Vòng chung kết cuộc thi diễn ra từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 12. Ban tổ chức chọn lựa thí sinh theo tiêu chí từ 18 đến 27 tuổi, cao 1m6 trở lên, ngoại hình cân đối, tốt nghiệp ít nhất trung học phổ thông. Cuộc thi này thậm chí tìm ra 4 thí sinh giành ngôi vị Hoa hậu là Hoa hậu Trái đất Việt Nam, Hoa hậu Lửa, Hoa hậu Nước, Hoa hậu Không khí. Các giải phụ gồm Người đẹp tài năng, Người đẹp ảnh, Người đẹp áo tắm, Người đẹp nhân ái, Người đẹp thân thiện, Người đẹp Lam Biang, Người đẹp truyền thông. Những cuộc thi còn lại cũng đang bắt đầu công đoạn tuyển thí sinh. Hoa hậu Môi trường Việt Nam có khoảng 200 thí sinh đăng ký tham gia và chung kết dự kiến diễn ra ngày 5 tháng 6. Hoa hậu Việt Nam thời đại nhận đơn đăng ký từ tháng 2 tới tháng 5. Riêng Hoa hậu Quý bà Liên Hợp Quốc Việt Nam có đối tượng thí sinh rộng hơn. Người tham gia cuộc thi là phụ nữ độ tuổi từ 21 đến 50 tuổi. Như vậy, từ đây tới cuối năm, hàng trăm cô gái bước vào các cuộc thi sắc đẹp, đồng thời hàng chục người trở thành hoa hậu, hoa khôi. Tuy nhiên, sự ra mắt của quá nhiều sân chơi với những tiêu chí na ná nhau, công chúng đặt câu hỏi về chất lượng cuộc thi. Đặc biệt, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cô gái nộp đơn đăng ký thi tuyển thì nguồn thí sinh là điều khán giả băn khoăn. Chưa kể, nhiều cuộc thi xác nhận tổ chức trong năm nay mời những ban giám khảo không có nhiều chuyên môn về lĩnh vực này. Chẳng hạn danh ca Ngọc Sơn ở Hoa hậu Quý bà Liên Hợp Quốc Việt Nam hay Miss Ecoteen International Vũ Huyền Diệu, Bella Vũ chỉ mới 14 tuổi làm giám khảo khách mời của Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2021. Khác biệt về tên gọi, nhưng hầu như cuộc thi trải qua những vòng thi tương tự nhau như trình diễn trang phục dạ hội, áo dài, áo tắm, ứng xử. Hiện tại, cuộc thi Hoa hậu bùng nổ nhưng nhiều trường hợp là lần đầu tổ chức. Chẳng hạn Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam, do đó công chúng hoài nghi về quy mô, chất lượng cũng như tính văn minh. Sự hoài nghi là có cơ sở bởi những năm gần đây, công chúng chứng kiến vô số lùm xùm xoay quanh cuộc thi Hoa hậu Hoa khôi. Hoa hậu danh nhân sắc đẹp Việt 2020 bị xử phạt 90 triệu đồng vì không có giấy phép tổ chức. Trước đó, Hoa hậu danh nhân sắc đẹp Việt Nam 2020 cho biết bà và các thí sinh khác phải bỏ hàng tỷ đồng cho cuộc thi. Theo người này, mỗi thí sinh đều phải đóng 18 triệu đồng chi phí đăng ký và đóng thêm tùy danh hiệu muốn có. Để có được danh hiệu Hoa hậu, bà L chi không dưới 1 tỷ đồng. Ngoài vị trí Hoa hậu, cuộc thi trao giải cho 3 Á hậu, một Hoa hậu áo dài, một nữ hoàng cùng khoảng 20 giải phụ khác. Trong đó giải nữ hoàng có giá khoảng 1 tỷ đồng. Miss Tourism Việt Nam 2020
Hoa khôi du lịch Việt Nam diễn ra tối ngày 28 tháng 11 năm 2020 tại Đắk Nông, thậm chí không tìm được người chiến thắng với lý do không xứng đáng. Đêm chung kết có màn tranh tài của 30 thí sinh, nhưng Miss Tourism Việt Nam 2020 không có hoa khôi, chỉ trao danh hiệu Á khôi 1 và Á khôi 2. Trong khi khán giả chỉ trích chương trình trêu trò, vô duyên như một trò hề trên sóng truyền hình, bà Nguyễn Lê Lâm Ngân, phó ban tổ chức cuộc thi, thành viên ban giám khảo giải thích. Tân hoa khôi ngoài sắc vóc, kỹ năng trình diễn, cần phải đảm đương được trọng trách quảng bá du lịch Việt Nam. Hội đồng giám khảo nhận thấy hai bạn Á khôi đều chưa đủ khả năng đảm đương trọng trách này. Qua các vòng thi trước đó, dàn thí sinh của Miss Tourism Việt Nam 2020 cũng không cho thấy chất lượng nổi trội về ngoại hình, tài năng. Bên cạnh đó, dàn giám khảo của cuộc thi cũng được đánh giá là không đủ chuyên môn. Về vấn đề này, đại diện ban tổ chức cho biết, mỗi vòng của cuộc thi có đội ngũ chấm điểm chuyên môn riêng. Đơn vị tổ chức cũng không tiết lộ danh sách giám khảo sớm để tránh tình huống tiêu cực. Ban giám khảo tuân thủ yêu cầu của ban tổ chức và giải tán ngay sau khi cuộc thi kết thúc. Bà giải thích. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.